Sở Y tế Hà Nội trưa 2 tháng 9 ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 22 ca tại khu cách ly và 3 ca tại khu vực phong tỏa. Trường hợp phát hiện dương tính qua sàng lọc người ho, sốt tại cộng đồng có địa chỉ tại 116 Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm. Đó là chị NTTH, 40 tuổi, bệnh nhân làm công nhân may tại quận Hà Đông. Tối ngày 27 tháng 8 có biểu hiện triệu chứng. Ngày 29 tháng 8, bệnh nhân tự mua thuốc uống và khai báo ra trạm y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ngày 2 tháng 9, chị có kết quả dương tính. Trong số các ca còn lại, có 4 ca ở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân. Họ đều được phát hiện khi đang cách ly tại nhà. Trường hợp thứ nhất, thứ hai là chị TTH và anh DXM cùng 51 tuổi là F1, bố mẹ của bệnh nhân DXN đã công bố sáng nay. Ngày 1 tháng 9, anh chị được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Trường hợp thứ ba là chị NTT, 29 tuổi, bệnh nhân là F1, đến mua hàng của gia đình anh DXN. Gia đình này có 3 người dương tính. Ngày 31 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt. Ngày 1 tháng 9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Bé trai NDK, 5 tuổi, là F1, con của bệnh nhân NTT. Ngày 1 tháng 9, bệnh nhân có sốt cao, được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Lãnh đạo phường Thanh Xuân Nam cho biết, sau khi phường nhận thông tin về các trường hợp dương tính SARS-CoV-2, ngay trong đêm qua, cơ quan chức năng đã tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các công dân trên địa bàn và lân cận. Đây là địa bàn có nhiều khu tập thể cũ, nên công tác sàng lọc rất cẩn thận. Sáng nay, lực lượng chức năng đến tận nhà từng hộ gia đình, truy vết và tổ công tác phát phiếu cho người dân để đi xét nghiệm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, chính quyền đã huy động toàn bộ lực lượng, tập trung lấy mẫu xét nghiệm, cố gắng hoàn thành nhanh nhất, càng truy vết nhanh thì càng hiệu quả. Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tiếp tục phát hiện thêm 6 ca mắc mới đều được cách ly, có địa chỉ ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Như vậy, tại phường này, đến nay đã ghi nhận 384 ca mắc COVID-19. Ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân ghi nhận thêm 1 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc ở ổ dịch này lên 7 ca. Đây là trường hợp liên quan F1, bà chủ cửa hàng D và H 218 Lê Trọng Tấn, đó là bé LTP, 2 tuổi. Ngày 30 tháng 8, bé được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung, kết quả âm tính. Ngày 1 tháng 9, bé xuất hiện ho, sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Huyện Thanh Trì có thêm 4 ca, quận Hai Bà Trưng thêm 4 ca, quận Đống Đa thêm 3 ca, huyện Thanh Oai, Thường Tín, Hoàng Mai, mỗi quận, huyện thêm 1 ca. Trong đó, ca bệnh ở Hoàng Mai là anh NTB, 45 tuổi, ở ngõ 116 Đại Từ, phường Đại Kim. Bệnh nhân là F1 của chùm ca bệnh công ty Hiền Phước, ngõ 24 Kim Đồng. Ngày 24 tháng 8 được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 1 tháng 9, anh được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Anh đã tiêm một mũi vaccine khoảng 3 tuần trước. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.358 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.552 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 1.806 ca.